Mày thoải mái đấy. À, cái đồ họa cậu nhé. Mày thì cái đồ họa. Này cậu cậu có anh nhìn rõ cái mũi tên đâu? Chỉ sang mày bên cạnh đi nào. Kiểu kiểu dạo đen khó cách sản xuất thêm mấy. Cậu làm gì ấy? Cậu dừng video rồi. Ở bên này còn mũi tên. Ở địt mẹ. Này này.